Đây là anh Hiển, là anh chủ của Dr. Táo. Rất là dễ thương nha. Tổng mà số lượng máy mà em cùng với đội nhóm và những người mà bọn em mua đấy khoảng tầm bao nhiêu rồi ta? Nghĩ chắc cũng gần 1000 rồi đấy. Gần 1000 máy. Dạ, cũng cỡ đó đó. 5 năm. Từ một khách hàng. 5 năm từ một khách hàng mà nó tạo ra được hơn
1.000 cái sản phẩm được bán ra trong vòng 5 năm. Đó là giá trị của việc mà chúng ta chăm sóc khách hàng, đúng không? À, thì cái đợt trước mà khi mà anh học về Rich People Business ấy, thì cái mà trong đó mình có chia sẻ cho anh Hiển một cái chiến lược, đó là về việc mà upsell chăm sóc cho một khách hàng. Đó, thì ngay cái ngày đầu tiên khi mà anh về anh áp dụng là ngày hôm đó anh bán tăng trưởng 120 triệu, nhớ là phải lại luôn 120 triệu trong một ngày luôn, là mình bán 120 triệu luôn. Còn bình thường trước đó ví dụ như bán được khoảng 30-40 thì chỉ duy trì như vậy, đúng không? Nhưng sau đó là bằng việc mà mình có một khách hàng đó thì mình chăm sóc thêm. Ví dụ như đơn giản là gì, một người mà dùng cái điện thoại iPhone rồi thì việc đầu tiên đó là ví dụ như họ cũng sẽ thường có nhu cầu đó là mua thêm một cái ốp lưng mà có thể sạc được, đó là một cái thêm. Rồi họ dùng đó là dùng cái điện thoại, đó là điện thoại iPhone rồi thì dùng iPad, rồi dùng về MacBook, dùng về iMac. Đó là những cái thiết bị mà người ta có thể mua thêm, sử dụng thêm. Rồi ví dụ như khách hàng đó người ta có nhu cầu đó là người ta thuyết trình, người ta có dùng máy chiếu thì đó là dùng thêm một cái cáp. Thì từ đó anh Hiển bắt đầu về với huấn luyện cho đội sale và bản thân mình, đó là gì? Cứ một khách hàng đó là hỏi người ta nhu cầu sử dụng cái sản phẩm đó để làm gì. À, từ cái nhu cầu đó mình phải tư vấn cho họ là cần phải mua thêm sản phẩm gì, dùng cái gì. Bởi vì thực tế là khách hàng người ta cũng biết cái đó. Dạ đúng rồi. Nhưng khi mà mình nói về cái đó thì bắt đầu người ta biết là cần phải dùng cái gì, dùng cái gì. Và lúc đó là người ta thấy mua thêm. Thì đó là cái mà rất là nhiều người khi mà chúng ta kinh doanh, chúng ta bán hàng, chúng ta bỏ lỡ mất rất nhiều cơ hội bán hàng cho một khách hàng họ đang có nhu cầu. Bởi vì đơn giản đó là chúng ta không biết khai thác nhu cầu của họ. Chúng ta không biết cách đặt câu hỏi với họ, nên dẫn tới đó chúng ta không bán hàng thêm được. Đó là điều rất rất là đặc biệt nha các bạn. Và đó là lý do anh Hiển là trong 5 năm mà bán cho mình là hơn 1.000 cái sản phẩm. Đó là điều rất đặc biệt nha các bạn. Hôm nay rất là cảm ơn tất cả mọi người nha. Chúng ta mua iPhone này, mua MacBook này, iMac hay liên quan gì đến Apple thì chúng ta cứ liên hệ với anh Hiển. Và nhớ đọc pass là từ gọi là LCL, Lê Chí Linh. Là chúng ta sẽ có những cái ưu đãi và hỗ trợ dịch vụ rất là tốt nha các bạn. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều. Mua hàng bán giao dịch trên toàn quốc luôn. Trên toàn quốc luôn các bạn. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn nha. Xin chào. Chào các bạn.